Nếu bạn đang tìm cho mình một vài phụ kiện thể thao với chất lượng tốt nhất và uy tín, hãy liên hệ Shop Bóng TV qua số điện thoại hoặc Zalo 0376993106. Với các sản phẩm chủ lực như bộ gối chức năng CS 360 độ, sản phẩm chuyên bảo vệ khớp gối và dây chằng, bóng chuyền Thanh Long chính hãng với đủ loại, lưới bóng chuyền Anh Việt đã khẳng định chất lượng trên thị trường cùng một số sản phẩm khác, hãy liên hệ số điện thoại hoặc Zalo Bóng TV 0376993106 để được tư vấn. Bóng TV uy tín là trên hết. Chào mừng em đã quay trở lại với kênh Bóng TV. Loại khỏi đội tuyển quốc gia và cấm thi đấu vĩnh viễn tại Hàn Quốc. Toàn bộ sự nghiệp của chị em nhà Ly đã bị tan biến trong dòng scandal chỉ có một tháng mà thôi. Phải chấp nhận, sau hàng loạt scandal từ đánh đập, bạo lực, chèn ép, lấy tiền bạn học, thậm chí là xúc phạm và chửi rủa luôn cả phụ huynh của các bạn học trong ký túc xá cách đây 10 năm trước. Và như chúng ta đã biết, vào tháng 2 2021, scandal chấn động ngành thể thao Hàn Quốc, thậm chí là của cả bóng chuyền nữ và bóng chuyền nói chung trên toàn thế giới, là rất nhiều lá đơn để gửi đến cơ quan chức năng và cơ quan truyền thông nhằm tố cáo các hành vi bạo lực, chèn ép, các tội ác của hai chị em nhà họ Ly. Và cái vấn đề ở đây là hai chị em nhà họ Ly này đã chấp nhận hoàn toàn các tội danh đó, thật ra thì nội tình bên trong câu chuyện nó rất là ly kỳ. Mớm cũng đã tìm hiểu kỹ cái câu chuyện này rất nhiều bởi vì muốn theo luôn. Nhưng bởi vì tại sao muốn làm clip này là lâu lâu thỉnh thoảng có nhiều anh em, kể cả những fan bóng chuyền nữ luôn, rồi bóng chuyền nam cũng inbox hỏi Mớm rằng là cái kết quả như thế nào, rồi sự tình câu chuyện là làm sao. Cho nên Mớm mới có một clip ngày hôm nay. Và cách đây vào tháng 2 khi mà scandal này xảy ra thì Mớm có làm một clip trên kênh TikTok, Mớm có đăng lên trển. Thì có một cái comment như thế này, thật ra Mớm đọc thì Mớm vừa buồn mà Mớm cũng vừa vui. Đại loại như là chuyện của 10 năm trước mà đào lại. Đấy, các bạn nhìn thấy sau lưng Mớm chiếu. Thì thật ra như thế này, vì đó là Hàn Quốc, Mớm mới trả lời như thế. Vì đó là Hàn Quốc. Các bạn biết là nền cái công nghiệp giải trí và công nghiệp truyền thông của Hàn Quốc nó rất là phát triển. Và công chúng, fan hâm mộ, họ yêu quý ai, họ thích ai, họ ủng hộ ai, đó là một chuyện. Nhưng khi người đó có những scandal mà chúng ta nhìn thấy cái chuyện nó không có quá, tuy nhiên thì họ sẵn sàng tẩy chay. Và khi mà họ đã tẩy chay rồi thì anh em đừng có mơ tới cái xác định gì nữa. Toàn cả một cái sự nghiệp, toàn cả một cái sự nghiệp. Mà nếu không, cái sự phẫn nộ của dư luận Hàn Quốc trong cái scandal lần này á, thậm chí á, mình chia sẻ cho anh em rằng á, là có rất nhiều lá đơn gửi thẳng đến phủ tổng thống của Hàn Quốc, là yêu cầu loại vĩnh viễn và cấm thi đấu chị em này trên toàn thế giới luôn. Nhưng mà Hàn Quốc thì ngoài khả năng của họ, họ nhẫn nhịn lá đơn này, họ cũng xem xét, nhưng bởi vì cái yêu cầu là toàn thế giới cho nên là họ phải còn có sự đồng ý của FIVB nữa. Tuy nhiên thì suy cho cùng, FIVB là liên đoàn bóng chuyền thế giới, vẫn bảo vệ cái quyền lợi và lợi ích của vận động viên, cho nên rằng họ đã có một cái sự tác động nhất định đối với chính phủ Hàn Quốc. Cuối cùng thì mức án mà chị em Ly phải đón nhận đó chính là loại khỏi tuyển quốc gia Hàn Quốc và cấm thi đấu vĩnh viễn tại Hàn Quốc. Đó là cái mức án mà cá nhân Mớm thấy rằng rất đau lòng. Toàn bộ sự nghiệp của chị em nhà Ly đã bị tan biến trong dòng scandal chỉ có một tháng mà thôi. Thì trước những cái áp lực của dư luận và những cái chuyện lùm xùm scandal giải quyết đi giải quyết lại, thì chị em nhà họ Ly này đó buộc phải ra nước ngoài thi đấu, bởi vì không còn thể nào thi đấu. Và khi được biết thông tin là hai chị em này muốn ra nước ngoài thi đấu để nhằm so dịu cũng như là lẩn trốn đi những cái áp lực dư luận, thì liên đoàn bóng chuyền Hàn Quốc họ còn gây khó dễ, mặc dù những cái cống hiến của chị em Ly Lê Vô là rất lớn, họ còn gây khó dễ về mặt giấy tờ để hai chị em này khó khăn hơn trong việc ra nước ngoài thi đấu. Nhưng mà cuối cùng thì FIVB cũng đã vào cuộc và họ cũng dành cho chị em này một cái con đường. Và sau tất cả thì tháng 10 năm 2021, rất nhiều rườm rà và rất nhiều thời gian đằng đẵng khi mà đối diện, thì hai chị em nhà họ Ly mà anh em yêu mến, kể cả Mớm luôn nữa, về cái tài năng thôi nha, xét về tài năng thôi đó, thì đã qua Hy Lạp thi đấu. Và cái mức lương mình cũng nói thẳng cho anh em luôn là giảm đi gần 10 lần đó. Ly Đa Giòn á thì từ 280 mấy ngàn euro một mùa còn 40 ngàn euro, Ly Dê Giòn thì 400 mấy chục ngàn euro một mùa đó thì còn 40 ngàn euro.
thì đây là một cái sự việc mà rất đau lòng. Thì đó là toàn bộ sơ lược về cái scandal về hai chị em Lee Dae-jong và hậu quả, kết quả mà họ phải đối nhận. Thì qua câu chuyện này chúng ta rút kết được điều gì? Tài và đức. Và ngay khi mà Chủ tịch đương thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng nói rằng tài đức là phải song hành. Các bạn biết không? Chuyện xảy ra khá lâu rồi. Thỉnh thoảng thì nhiều anh em inbox cho nên mới làm clip này. Đó, thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Nhớ đăng ký kênh và like video ủng hộ Mốn TV nha. Bye bye.